Chào các bạn, chúng ta lại đến với chuyên mục giải đáp môn toán kênh YouTube của Học Giải. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để mỗi khi có cái video mới nhất thì sẽ có email gửi đến cho các bạn, và các bạn sẽ xem và không cần phải truy cập trực tiếp vào cái kênh YouTube của Học Giải để các bạn xem từng video clip một. Buổi hôm nay thì bạn View Anh có hỏi mình cái bài như này: cho đồ thị hàm số y bằng x cộng 2 chia cho x trừ 3 có đồ thị hàm số là C. Tìm điểm M thuộc đồ thị C sao cho khoảng cách từ điểm M đến đường tiệm cận đứng bằng khoảng cách từ điểm M đến đường tiệm cận ngang. Bạn chép đề này dài quá, cái đề này nói ngắn gọn là tìm điểm M thuộc đồ thị sao cho khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận bằng nhau, chỉ cần thế thôi là mình giải. Thế thì để giải bài này thì làm như nào? Bạn thấy rằng là ở đây liên quan đến đường tiệm cận, được chưa nào? Nếu như bài này mà độc lập này thôi thì các bạn bắt buộc các bạn phải đi tìm được tiệm cận đứng và bạn đi tìm được tiệm cận ngang, tức là bạn phải tính giới hạn để bạn tìm tiệm cận, ok không? Còn với ở trong bài thi ấy, người ta cho yêu cầu ít nhất là khảo sát vẽ đồ thị hàm số này, sau đó mới bắt đầu đi yêu cầu đi tìm này, thì bạn tận dụng luôn cái tiệm cận trên kia được. Nhưng đối với bài này độc lập thì bắt buộc bạn phải đi tìm tiệm cận, tức là bạn phải tính giới hạn trái giới hạn phải, sau đó khi x thì tiến đến lân cận trái của điểm 3 ấy, và lân cận phải của điểm 3 để tìm ra tiệm cận đứng. Còn cho x chỉ tiến tới cộng trừ vô cực để bạn tìm ra cái tiệm cận ngang. Nhớ nhá, thì bây giờ đối với cái bài đấy thì mình đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều trong cái phần mà khảo sát vẽ đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất. Mình đã có một cái video lên trên rồi. Bạn nào mà chưa biết cách tìm thì các bạn tìm cái video đó các bạn xem. Với bài này mình coi như mình đã biết tiệm cận đứng và biết tiệm cận ngang rồi. Nhớ nhá. Thì ở đây mình sẽ viết là gì? Tiệm cận đứng. Của đồ thị hàm số là mình biết ngay ở đây là x thì sẽ bằng 3. X thì sẽ bằng 3. Thế nhưng mà vì bài này nó liên quan đến khoảng cách, do đó cái phương trình này bạn phải chuyển về cái phương trình đường thẳng dưới dạng tổng quát, tức là nó chứa cái vector pháp tuyến để các bạn giải. Thế thì chính vì vậy thì các bạn biến đổi ở đây một chút là thành là x trừ 3 bằng 0. Mình ký hiệu đây là đường thẳng D1 chẳng hạn. D1 chính là phương trình đường tiệm cận đứng. Phương trình đường thẳng là tiệm cận đứng nhé. Tiếp tục mình sẽ có là cái tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là, ở đây mình biết luôn là y bằng 1 đúng nào? Mà các bạn lấy cái hệ số trước x trên tử và chia cho hệ số trước x ở dưới thì mẫu ra tìm được tiệm cận ngang thôi. Y bằng 1. Vậy thì mình suy ra biến đổi một chút, tức là y trừ đi 1 sẽ phải bằng 0. Mình ký hiệu đây là d. D2 chính là đường tiệm cận ngang của hàm số. Ok chưa nào? Tìm tiệm cận xong thì bây giờ điểm M nó chưa biết là gì cả, thì các bạn phải gọi cái tọa độ của điểm M để các bạn giải thôi. Thế thì mình gọi M có tọa độ là x0 và y0. Thì đáng nhẽ y0 như điểm M đấy, bạn thấy điểm M đây thuộc đồ thị hàm số C nên là mình loại bỏ bớt ẩn đi, đúng không? Mình chỗ nào có x mình thay bằng x0, bởi vì tọa độ điểm M nó thuộc cái đồ thị hàm số C nên là cái tọa độ này nó phải thỏa mãn cái phương trình y bằng x cộng 2 chia cho x trừ 3, đúng không nào? Vậy thì mình chỗ nào có x mình thay x0 vào thì sẽ ra được y0. Y0 lúc này nó là x0 cộng với 2 chia cho x0 trừ đi trừ 3. Ok chưa nào? Mình gọi điểm M có tọa độ như này, nhưng lại phải thỏa mãn điều kiện là gì? Thuộc C, nhớ nhé. Còn không thuộc C thì không được. Các bạn cứ làm như này để tránh tình trạng bị mất điểm. Tiếp tục, bài này bảo là khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận. Vậy thì lần lượt mình đi tính khoảng cách thôi. Ta có khoảng cách từ điểm M này xuống đường thẳng D1 bằng gì? Đây là công thức tính khoảng cách trong hình học phẳng OXY từ năm lớp 10 rồi, các bạn chắc cũng vẫn còn nhớ. Các bạn cứ nhìn vào cái phương trình tổng quát này thôi, chỗ nào có x thì bạn thay bằng x0, chỗ nào có y bạn thay bằng y0 vào thôi. Để chờ và chép y nguyên cái phương trình này vào. Nhớ thế nào? Thế ở đây bằng và chia cho cái độ lớn của vector pháp tuyến, thì vector pháp tuyến của tọa độ đây là 1 và 0 thì độ lớn của nó bằng 1 rồi. Ok, nên là không có mẫu nữa. Vậy thì lúc này chỗ nào có x mình thay x0 thì đây nó sẽ là gì? x0 trừ đi 3. Nó không chứa thành phần y0. Đúng nào? Tiếp tục, khoảng cách từ điểm M
xuống đường thẳng D2 bằng gì? Chỗ này nó khuyết khuyết x rồi, vậy lúc này chỉ còn y0 thôi. Y0 lại bằng x0 cộng 2 chia x0 trừ 3. Giá trị đối của gì? X0 cộng với 2 chia cho x0 trừ 3. À, mấy nữa? Trừ đi 1 bằng 0. À, lại sao bằng 0 được? Mình xin lỗi. Bằng biến đổi đây, quy đồng đây một chút, x0 chữ x0 đi hết. Đây là trừ 3 nhân 1 bằng dương 3, dương 3 cộng 2 bằng 5. Giá trị đối của 5 chia cho x0 trừ 3. Đấy, cái dạng bài như này nó không khó, cũng không phải là mới, nó có từ lâu lắm này, cũ rồi. Chẳng qua là các thầy cứ đánh đố mình lên một chút thôi, chứ còn bài này nó hoàn toàn là dễ các bạn ạ. Bạn để ý nhé, để ý nó bảo là khoảng cách theo bài ra ấy, thì cái khoảng cách đến từ điểm M đến hai điểm tiếp cận bằng nhau, đúng không? Thì mình dựa vào cái đấy để mình tìm ra cái điểm, tìm ra cái x0 này này theo bài ra. Thì khoảng cách từ điểm M xuống đường thẳng D1 chính là bằng khoảng cách từ điểm M xuống đường thẳng D2. Đấy, thì bây giờ tương đương đây sẽ là x0 trừ 3, đúng không nào? Sẽ bằng giá trị đối của 5 chia cho x0 trừ 3. Đấy, bạn thấy giá trị đối của 5 thì bằng 5 rồi, đúng không? Nó dương rồi, như vậy đây chỉ còn là giá dưới mẫu còn giá trị đối của x0 trừ 3 thôi. Các bạn quy đồng lên, nhân này lên, x0 trừ 3, x0 trừ 3 bình phương, mất dấu giá trị đối luôn, nhưng nó có bình phương. Đúng không nào? Vì nó luôn dương rồi, luôn thỏa mãn lớn hơn bằng 0. Thì ở đây sẽ có là x0 trừ đi 3 tất cả bình phương. Mình vứt được cái dấu giá trị đối ở ngoài rồi nhá, bởi vì nó bình phương rồi. Đưa dấu giá trị đối này vào để đảm bảo nó luôn dương thôi. Bằng 0 khi x không bằng 3 ở đây, được chưa nào? Đây sẽ bằng 5. Được chưa? Ở đây mình suy ra x0 trừ đi 3 sẽ phải bằng là cộng trừ căn 5, đúng không nào? Mình viết đây bằng căn 5 này. Còn nghiệm nữa là x0 trừ đi 3 bằng trừ căn 5. Suy ra x0 ở đây nó sẽ là bằng là 3 cộng căn 5. Còn nghiệm nữa là x0 bằng 3 trừ đi căn 5. Đấy, mình tìm ra x0 rồi. Tìm ra x0 rồi thì bạn thay vào đây cái là bạn tìm ra cái điểm M0 ngay, đúng nào? X0 bằng như này rồi nhá. Đây mình tìm y0 này. Lần lượt mình đi tìm y0. Với x0 bằng 3 cộng căn 5 thì suy ra mình sẽ có được y0, đúng không? Y0 nó sẽ bằng là gì? X0 cộng 2 chia cho x0 trừ 3. Đây, cái này này, bạn mình nhìn thấy không? X0 cộng 2 tức là 3 cộng với căn 5. Căn 5 cộng với 2 chia cho x0 trừ 3 tức là 3 cộng căn 5 trừ đi 3. Đấy, ở đây bằng gì? Đây 5 cộng căn 5 chia căn 5. Đấy, bạn nào thích thì biến đổi một chút nữa này cho đẹp này. Căn 5 chia căn 5 đây bằng 1 này. Cộng 5 chia căn 5 thì nhân trục căn thức ở mẫu nhân căn 5 bằng 5, đây sẽ cộng với căn 5. Ok, được chưa nào? Vậy thì điểm M lúc này ở đối với trường hợp này nó sẽ có tọa độ là gì? M sẽ có tọa độ là 3 cộng với căn 5 và 1 cộng với căn 5. Đấy, nó rất là dễ, không có gì khó khăn cả, được chưa? Tương tự cái trường hợp mà x0 nó bằng 3 trừ đi căn 5. 3 trừ căn 5 thì mình suy ra y0 của mình sẽ bằng 3 trừ đi căn 5 này cộng với 2, được chưa? Chia cho cái gì? Chia cho x0 trừ 3. Chia cho x0 trừ 3. X0 trừ 3 vậy thì ở đây sẽ là 3 trừ đi căn 5 trừ đi 3, đúng không? Đây bằng 5 trừ đi căn 5 chia cho trừ căn 5. Vậy đây nó sẽ bằng 1 trừ đi căn 5. Đấy, thì ứng với trường hợp này thì điểm M nó sẽ có tọa độ là 3 trừ đi căn 5 và 1 trừ đi căn 5. Đấy, đây là kết quả của bài toán. Ứng với, các bạn nhớ đáp số nhé. Vậy với điểm M có tọa độ là 3 cộng trừ căn 5, 3 cộng trừ căn 5 và 1 cộng trừ căn 5 thì khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận là bằng nhau. Vậy cái bài này xong, bạn View Anh để ý nhé. Tiếp tục, bạn View Anh hỏi mình một bài nữa. Bạn View Anh hỏi mình một bài nữa là như này.
Thì bạn làm được cái bài mình vừa hướng dẫn cái bài đấy đó xong thì làm được cái bài đấy thì mình nghĩ cái bài này bạn cũng sẽ làm được thôi. Cái này thì nó là lớn nhất cái dạng như là tìm khoảng cách, tìm cái tham số m đấy để cái khoảng cách là đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất thôi, tùy theo cái yêu cầu của bài toán. Thì mình làm hơi khác khác đi một tí. Đây, bạn hỏi mình bài này. Tìm điểm m thuộc đồ thị hàm số y bằng 3x trừ 5 chia cho x trừ 2 có đồ thị hàm số là c, sao cho tổng khoảng cách từ điểm m đến hai đường tiệm cận là nhỏ nhất. Đấy, tổng khoảng cách, nhớ đấy, nhớ cái bài này nói là tổng khoảng cách từ điểm m, tức là bạn phải cộng hai cái khoảng cách đấy lại, đúng không nào? Và tìm cái giá trị là nhỏ nhất thôi. Thì cái thằng này, một là các bạn biến đổi theo bình phương của tổng nó một hiệu để các bạn viết ra, hai là các bạn dựa theo các bất đẳng thức Cauchy ấy. Chủ yếu là sẽ sử dụng hai cái đấy thôi, chứ còn bất đẳng thức Bunyakovsky thì mình nghĩ chắc là không dùng đến đâu. Chebyshev rồi linh tinh các bất đẳng thức đấy gần như là mình không thấy xuất hiện là mấy. Thế thì bài này mình giải nhanh này. Bạn nhìn thấy này, tiệm cận đứng tức là x gì bằng 2, đúng không nào? X gì bằng 2, biến đổi một chút suy ra x gì trừ 2 bằng 0. Mình ký hiệu đây là D1 là đường tiệm cận đứng. Tiệm cận ngang thì sao? Bạn nhớ là phải tìm nhé. Bài nó cho độc lập như này các bạn phải tìm. Tiệm cận ngang tức là y bạn sẽ bằng 3. Vậy ở đây mình suy ra y trừ 3 sẽ bằng 0. Đây là đường thẳng D2 là tiệm cận ngang. Ok chưa nào? Đấy, mình ký hiệu như vậy. Thì bây giờ vẫn phải gọi điểm M thôi. Đúng nào? Tương tự như bài hôm nãy mình gọi điểm M có tọa độ là x0 3x0, tung độ là 3x0 trừ đi 5 chia cho x0 trừ 2. Đấy, mình gọi như này, thuộc cái đồ thị hàm số C. Được chưa? Không khác gì cái bài hôm nãy. Bây giờ mình có khoảng cách từ điểm M xuống đường thẳng D1 sẽ bằng cái gì? Giá trị tuyệt đối của gì? X0 trừ 2. Đúng không nào? Khoảng cách từ điểm M xuống đường thẳng D2 bằng cái gì? Giá trị tuyệt đối của y thì chỗ nào y đây thì sẽ là 3x0 trừ đi 5 chia cho x0 trừ 2 còn trừ đi mấy nữa? Trừ đi 3 bằng, đây là 3x0, 3x0 như hết, đẹp quá. 2, 3 là 6, 6 trừ 5 đi bằng 1, 1 chia cho x0 trừ 2. Đấy, đẹp quá. Thường là người ta, nếu mà các thầy cho thì thường nó sẽ như này. Bạn hỏi bài, không biết đây là chắc là do bạn đi học thêm thôi, đi học thêm hoặc là có bài trên lớp bạn hỏi. Thế thì bạn thấy rằng là điều nó bảo tổng khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận là nhỏ nhất, đúng không? Thì vậy bây giờ mình đi xây dựng cái tổng khoảng cách đã, đúng không? Tổng khoảng cách tức là D của hai thằng D này cộng nhau thôi, đúng là ta có D từ điểm M xuống D1 cộng với D từ điểm M xuống đường thẳng D2 bằng x0 trừ 2, giá trị đối của x0 trừ 2 này cộng với giá trị tuyệt đối của 1 chia cho x0 trừ đi 2. Đấy. Ái chà. Bài này bây giờ làm nào nhỉ? Cái này ở tìm lớn nhất nhỏ nhất thôi. Thế thì bạn học đạo hàm rồi thì bài này bạn có thể xử lý theo đạo hàm thôi. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất được. Nhưng mà ở đây mình thấy ở đây có hai số dương. Cái thằng này dương này. Đây một cái số A này dương này. Đúng không? Thằng này mình ký hiệu nó là B này, dương này. Thì bạn áp dụng cái bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương thôi. Trung bình cộng sẽ luôn luôn lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân. Đúng không? Ở năm lớp 10 mình nhớ ở năm lớp 10 mình có cái bất đẳng thức Cauchy, người ta nói như thế, trung bình cộng luôn luôn lớn hơn bằng trung bình nhân. Áp dụng với hai số dương này, tổng hai số dương. Thấy chưa? Vậy thì bạn thấy rằng là theo mình áp dụng này. Không cần phải ghi áp dụng nhé, để mình lý luận này luôn này. Hoặc là bạn viết thôi được, gọi lý luận này. Áp dụng bất đẳng thức
Cauchy. Bạn viết là Cauchy hay là Cauchy hay là gì đấy kệ nhé, bạn viết thế cũng được, bởi vì đây mỗi thầy nói một từ khác nhau. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có này, x0 trừ 2, bởi vì ở đây hai số dương rồi đúng không nào, cộng với 1 chia cho x0 trừ 2 sẽ phải luôn luôn lớn hơn hoặc bằng, ở đây chia 2 nhé, trung bình cộng thì bạn chia ra 2 đúng không nào, thì ở đây mình vứt 2 sang bên này luôn, lớn hơn bằng trung bình nhân, tức là 2 căn bậc 2 của x0 trừ 2 nhân với 1 chia cho x0 trừ 2. Đấy, giá trị đối này. Các bạn thấy thằng này và chia này hết đúng không nào? Vậy thì thằng này nó cái căn này nó bằng 1 rồi, vậy nên lớn hơn bằng 2 đúng không nào? Tương đương này. Tương đương x0 trừ 2 cộng với 1 chia cho x0 trừ 2 luôn luôn lớn hơn bằng 2. Đấy, bạn thấy rằng là cái thằng này thì không thể tìm được cái giá trị lớn nhất đúng không nào? Ở đây nó bảo là gì? Để khoảng cách đến hai đường tiệm cận là nhỏ nhất. Vậy thì bạn thấy ở đây nhé, khi mà mình áp dụng này thì cái nhỏ nhất ở đây nó bằng 2 đúng không nào, đúng không? Ở đây bạn viết là lý luận là gì, khoảng cách, tổng khoảng cách, tổng khoảng cách từ điểm M xuống hai đường tiệm cận nhỏ nhất bằng mấy? Bằng 2. Khi khi cái thằng này bằng cái này thôi. Đúng nào, bởi vì bất đẳng thức Cauchy người ta nói như thế rồi, dấu bằng xảy ra khi hai thằng này bằng nhau, đúng chưa? Khi x0 trừ 2 bằng với gì? 1 chia cho x0 trừ đi 2. Được chưa? Vậy thì cái này nhân chéo lên, tương đương vẫn như bài hôm nãy, thì là x0 trừ đi 2, tất cả bình phương đây sẽ bằng 1. Vậy suy ra x0 trừ đi 2 sẽ là bằng 1 này, cộng trừ căn 1 mà, đúng không nào? X0 trừ đi 2, x0 trừ 2 ở đây sẽ bằng trừ 1. Vậy ở đây mình suy ra một nghiệm là x0 bằng 3, x0 bằng 1. Ok chưa? Thế thì từng trường hợp 1 mình đã tìm thấy x0 rồi, với x0 bằng 3 thì bây giờ mình suy ra y0 sẽ bằng là gì? Đây, thay y0 vào đây thôi, 3x0 trừ 5 chia cho x0 trừ 2, tức là bằng 3 nhân với 3 trừ đi 5. 3 nhân 3 trừ 5 và chia cho 3 trừ đi 2 bằng 1 ở đây đúng không? 3 là 9, 9 trừ 5 bằng 4 đúng không? y0 bằng 4. Vậy thì ở đây mình suy ra điểm M có tọa độ ở đây nó là 3 và 4. Ok chưa nào? Trường hợp thứ hai là x0 bằng 1. Vậy mình suy ra y0 của ta đây nó sẽ bằng là 3x0 trừ 5, tức là bằng là viết luôn nhá. 3 trừ 2 5 bằng trừ 2, trừ 2 chia cho 1 trừ 2 bằng trừ 1. Thì ở đây nó sẽ bằng 2. Bằng 2 rồi thì bây giờ mình suy ra điểm M. Điểm M ở đây lúc này nó sẽ có tọa độ là gì? 1 và 2. Đấy, đáp số là có 2 điểm M. Có 2 điểm M mà làm cho tổng khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận là nhỏ nhất. Nhỏ nhất ở đây nó bằng 2 nhé. Cái bài nó có thể là hỏi là tìm tổng khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận sao cho khoảng cách đó là nhỏ nhất. Đấy chứ, người ta có phải bảo như thế và các bạn tìm ra nó bằng 2 như nãy ở đây này. Được thế nào? Đấy, vậy bây giờ mình kết thúc cái câu hỏi của bạn bạn view anh ở đây. Thì có gì thắc mắc thì các bạn comment ở bên dưới. Các bạn xem xong thì hãy like và đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất của học giải. Các bạn có thể chuyển các câu hỏi trực tiếp cho mình đến địa chỉ email là như này. Mình viết địa chỉ email thì mình viết ngay dưới cái mục hiển thị thêm rồi. Bạn bấm vào cái mục hiển thị thêm thì có cái địa chỉ email ở đấy. Còn cái gì nữa để muốn nhắn nhủ các bạn không nhỉ? Thôi, có gì đấy các bạn mình trao đổi thêm các bạn đấy. Nói về cái kiến thức toán này thì mình nói được. Chứ còn
Nói về cái kiến thức xa xa xung quanh thì mình rất là khó để nói. Rồi thì bây giờ mình dừng bút ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn học tốt.